chúng ta cùng học Bụt và người nông dân chặn đường. Một hôm khi đi khất thực, Bụt và các khất sĩ bị một nông dân chặn đường. Paravasa, ông là một nhà triệu phú, ông có hàng ngàn mẫu ruộng, ông đang đốc thúc dân cày đi cày, có hàng trăm người đang cày ruộng cho ông trong ngày hôm đó. Ông nói, chúng tôi là nông dân, chúng tôi phải cày sâu cuốc bẫm, bỏ phân, chăm bón và gặt hái mới có được gạo ăn. Còn các vị không làm gì cả, mà các vị cũng ăn. Các vị không có lợi ích gì cho cuộc đời này cả. Bụt bảo ông, có chứ, chúng tôi cũng có cày, cuốc, gieo trồng, bón phân, chăm bón và gặt hái. Hạt giống của chúng tôi là niềm tin, đất của chúng tôi là chân tâm, cày của chúng tôi là chánh niệm, bò của chúng tôi là sự tinh tiến, mùa màng của chúng tôi là sự hiểu biết và thương yêu. Nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và lòng thương yêu, thì cuộc đời sẽ khô cằn và đau khổ lắm. Vì chủ ruộng Paravasa rất thích thú, được nghe lời Bụt nói, ông truyền gia nhân đem thức ăn trưa dành cho ông ta tới để cúng dường Bụt. Bụt từ chối, người nói, tôi thuyết pháp không phải với mục đích là được cúng dường. Các vị khất sĩ không đổi giáo pháp với phẩm vật cúng dường. Nếu điền chủ muốn cúng dường, xin để đến một hôm khác. Vị điền chủ rất cảm phục, ông lại xuống và xin được quy y với Bụt. Đúc kết, dùng chính công việc của họ để dạy lại họ. Bụt rất giỏi trong việc quan sát và liên kết móc nối việc họ làm với chánh pháp, kể ra thành một câu chuyện tương tự. Giáo pháp, giáo dục nhân cách không thể quy thành tiền bạc, vật chất. Các vị khất sĩ không đổi giáo pháp với phẩm vật cúng dường. Nếu điền chủ muốn cúng dường, xin để đến một hôm khác. Khi nào quý vị thành tâm cúng dường, khi đó sẽ nhận.